Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube chuyên về hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em là một dòng sản phẩm âm ly ở phân khúc giá rẻ. Con này sẽ đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là Sansui và tên model là AU Alpha 607i. Đây là một trong những dòng mà vẫn là cực kỳ hot đến từ thương hiệu của Sansui. Và con này là dòng đời đầu của bản mạch Alpha nha anh em. Dòng này thì hàng mà Nhật vừa mới về, nhưng mà về hình thức còn rất là mới đẹp keng cả từ phía ngoài và bên trong nha anh em. Để mời anh em cùng xem. Dòng này nổi tiếng với một chất âm cũng nhờ về khả năng mà phối ghép nó là cực kìa tốt, và được rất là nhiều anh em ưa chuộng vào sang đó. Đây, con này anh em sẽ thấy là nó sẽ chơi được hệ thống là A và thống là B cho anh em. Anh em có thể chơi cùng một lúc hai cặp loa. Còn đây là nút tone để cho anh em có thể điều chỉnh về hai giải bass và giải jack nha anh em. Anh em nhấn vào thì nó mới điều chỉnh được nha anh em. Còn bên đây là các cổng nha anh em, lấy tín hiệu nguồn vào. Nói chung là nó là cực kìa nhiều, anh em phải mà thoải mái mà lựa chọn anh em. Và bên dưới thì nó sẽ có loa nét luôn, nhưng mà cái chức năng tăng âm mà nó là cực kỳ hay và xuất sắc của Sansui. Ba lăng trái phải đây, mời anh em cùng xem qua bề mặt sau của dòng sản phẩm này. Đây, sản phẩm mình sẽ trang bị chúng ta hệ thống là 8 cặp loa nha anh em, cái mức trở kháng từ 4 đến 16 ohm nên rất là dễ dàng để anh em phối ghép loa. Còn bên đây là tem của sản phẩm này nha anh em. Đây, Sansui AU Alpha 607i. Con này là công suất là 240W, điện 100V nha anh em. Và với mức công suất của con này thì anh em cũng thể mà nếu mà có nhu cầu mà karaoke thì anh em mua thêm một cái van vào ghép vào hát và là bếp nhà anh em. Còn bên đây là các cổng mà mang đến tín hiệu nguồn vào. Đây, CD tuner để anh em lấy từ CD điện thoại và máy vi tính phono anh em chơi bông đĩa than. Và đặc biệt cái này có cái cổng mà đồ phép sờ nha anh em. Cổng này đóng vai trò như là cổng mà làm pre làm men để cho anh em có thể chơi con này khi mà anh em ghép thêm một cái van. Còn anh em mua thêm một cái men mà chơi con này như một cái rờ, nó rất là tốt anh em mà. Còn về nội thất ở bên trong của Sansui AU Alpha 607i thì phải nói là còn rất là mới đẹp keng nha anh em. Con này sẽ trang bị chúng ta một tăng phô rất là lớn, chạy hai tổ độc nguồn. Và đặc biệt thì con này nó sẽ chạy ba tổ cộng là 8 con sò than nha anh em. Giờ cấu hình mà mình đánh giá phải là rất là cao, nên mà chất âm của Sansui từ trước đến nay thì được rất nhiều anh em ưa chuộng vì nó nghe mềm mại, chép thì nghe tơi nhuyễn, những bản nhạc vàng và những bản nhạc bolero phải chơi với dòng này rất là hết ý. Nên mà giá thì mình gửi lại cho anh em rất là rẻ, thì với 5.900.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì anh em phải liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo đã được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và bây giờ thì mình sẽ vào ngay bài test chất âm của Sansui AU Alpha 607i. Mở anh em. Thank you.
Alpha 6-7 nghe vẫn là quá là hay, nhưng mà nghe cực kỳ là sảng khoái luôn. Rồi anh em thấy sao về tổng quan dòng sản phẩm này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới. Bye.